Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành SD đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Plan vs Zombie 2 phiên bản Trung Quốc nha anh em. Và nếu như em nào thích video này hay lại cho mình một like cũng như là comment xuống dưới video, nó sẽ là cái động rất là lớn để mình có thể làm thêm nhiều video hay hơn nữa tương lai. Ô, con này có thời trang mới này anh em, đeo vương miện này. Con ma thì chúng ăn nâng cấp lên rất là nhiều, bây giờ nó khỏe bác là trưởng rồi anh em ạ. Và mình sẽ đi mua nhanh những cái gói patch, những cái những con như kiểu là cái tìm những cái cây mới nhé. Oh my god, đây này, ấy vào đây này thì chúng ta sẽ có thể có được một trong những cái loại cây như thế này. Oh, gần như tất cả mình đã có rồi. Mảnh thì sao? Mảnh thì rất nhiều. Hầu hết những cây này mình đều có rồi anh em ạ. Thế chính ra là trong này nó cũng không, cái này thời trang này. Oh, cái này thời trang anh em ạ. Cái pack này thì sao? Cái này thì đều là giống như cây kia, nó cũng không không có gì khác so với những cái cây kia cả. Chỉ ra là thế, ngộ không này, mấy cái này đều có. Ôi, có cái cây này à? Chỉ ra cái này ngon hơn này, cái hộp này ngon hơn này anh em. Hộp vàng này không nhiều cây như kia đâu. Có phải không nhỉ? Chỉ xác thế, ồ mua hộp này ngon hơn anh em ạ. Mua hộp này đi anh em. Chúng ta sẽ có thể có những cây mới ở trong này. Chứ mình mua cái kia đấy, có cây mới này thấy chưa? Có thêm những cây mới này. Mỗi một cái hòm nó sẽ có những cái loại cây khác nhau nha anh em. Không phải giống nhau đâu. Ok, có gì đây? Ồ, cái hoa mặt trời, hoa gì đó đấy. Ui, cái cây mới này. Cái hoa đào à? Khá giống cái hoa đào đấy, chưa từng có mấy cây mới luôn này. Đấy, nhiều cây mới lắm. Mình cứ mua cái gói pack kia thằng nào nó không ra cây mới. Gì đây? Ô, bí ngô phép thuật kìa. Đẹp thật sự luôn. Nấm bóng tối ạ. Rồi, chúng ta sẽ có cây gì đây? Anh em ơi. Đấy, cây mới này. Mảnh cây mới này. Cherry bomb thì tôi có rồi. Đấy, mảnh cây mới này anh em. Cây này cũng cây mới luôn này. Có được cái cây badminton không ta nhỉ? Badminton lấy đâu ra nhỉ? Gì đây? Bon choy ạ. Bon ca choice. Rồi. 10 điểm nữa nào. Mở ra nào. Có gì hot? Cây gì đây? Cây hoa sen anh em nha. Nhìn chung mình nó cũng khá là nhiều thứ hay ho để mình có thể là review và làm cho anh em xem được. Cây tre này. Cây tre. Ui, đây là cái gì nhỉ? Cái sen anh em. Cái này không để ăn này, bình thường mình hay ăn cái sen này anh em. Đúng rồi. Cái củ sen à. Ở trong này nó có rất là nhiều những cái hạt sen nho nhỏ ấy. Hay phết nhờ. Hôm nay tôi sẽ test cho anh em một review cho anh em cái củ sen đi anh em. Củ sen vừa giòn vừa ngon nè. Ok, chúng ta sẽ chuyển qua cái này. Đâu nhỉ? Cây mới, đây là tất cả những cây mới đây. Nâng cấp sức mạnh cho mèo mùng các thứ. Củ sen đâu nhỉ? Chính ra còn nhiều cây mình chưa review ấy nhỉ. Nhiều lắm. Đâu nhỉ? Củ sen là cây nào? À đây. Chính cho nó đây anh em ơi. Nhưng mà cây này phải đặt dưới nước cơ thì mới bắn được. Phải kiếm màn biển cơ anh em. Đấy, cái củ sen này. Thằng nào mà củ sen đẹp vãi nhưng mà phải tìm cây ở giữa phải tìm cái màn dưới nước. Rồi, mà dưới nước chẳng biết là mình có mở khóa được không. Đâu rồi? Thôi xong này cái này nhá. Big Way Beach anh em. Chính xác là nó đấy. Đây. Bị khóa. Đấy, màn này có lá bèo có thứ này, củ sen này, thấy chưa? Đánh nhau với robot cá mập các kiểu gì đấy. Rồi, ok, nó sẽ mở khóa rồi anh em ạ. Nó sẽ hơi khó chịu là mình không có cái cây kia thì không biết sẽ chơi kiểu gì. Là không biết sẽ chơi kiểu gì đây. À, màn 2 sẽ đến lá bèo rồi anh em. Ok, chúng ta sẽ vào chơi nhé. Nói chung nó cũng đơn giản thôi mà. Nó cũng không khó khăn đâu. Cho dùng hoa sen luôn này anh em. Ok, nước sẽ không vào được trên cái đây là một cái giải. Mà nước sẽ không lên được trên này. Có lẽ là vậy không? Có phải là thế không nhỉ? Rồi. Đâu rồi? Cái màn cái cây củ sen, bông sen.
Ở đâu nhỉ? Đây anh em ạ, 200. Chọn cái gì bây giờ? Tôi chưa biết sẽ chọn cái gì. Hoa này có lẽ là sẽ hợp lý này, tôi cũng không thể bỏ ra này. Revitter mình nghĩ là hợp lý. Cây bóng đèn à? Có nhiều cây lắm nhưng mà một số cây nó sẽ khá là vô dụng trong cái trường hợp như này. Cái gì đây? Ngô à? Lửa, nước, con mèo đây anh em. Đấy. Ok. Bây giờ chủ yếu mình chỉ muốn test cái củ sen thôi anh em. Chuyên màn dành cho nước, nủ các thứ. Hê hê, ok, chúng ta sẽ mua một chút chút thôi. Không, đừng nên mua quá nhiều. Đấy. Cái này sẽ tạo ra thêm săn này. Đó, ok. Trồng. Cái này không cần phải trồng ở, nó trồng dưới nước luôn anh em ạ. Cây nó bán đạo quá cả đạn luôn. What the fuck? Nó bán được mấy viên đấy anh em ạ. Hình như nó bán được mấy viên thì phải. Hey hey, lên nào, bạn ơi. Nào, củ sen được đặt ở phía trước luôn. Không biết cái này khi mà tác dụng sức mạnh thì nó sẽ như thế nào ra. Và nó khá đắt đấy anh em ạ, nó tầm khoảng 200. Đây, cho anh em xem luôn. Sức mạnh bắn liên tục 2 viên đạn anh em ạ. Và rất là khỏe. Bắn có thể liên tục được. Wow. Rồi chúng ta nghĩ là chuyện này sẽ là rất là ổn áp anh nhỉ. À, đạn đuổi giống như cái homing tritter. Con mèo này rất là hợp lý khi chơi trong cái màn như thế này. Rồi. Ngon đấy anh em ơi. Đúng phết nhờ. Mèo ơi, lên nào. Bị đơ à? Thế sao bị đơ ta? Hình như là khi sử dụng cái này là của nó sẽ bị đơ nha anh em. Mèo, tại vì nó khả năng là bắn rất là tuyệt vời. Đấy, mèo ơi là mèo. Khả năng bắn đạn đuổi rất khỏe. Thoải mái đấy. Củ sen, củ sủng các kiểu ở đây. Tiền không thiếu rồi. Tiền không thiếu. Bắn tẹt củ sen này. Khỏe vãi đạn. Củ sen nó level 2 nên là rất là bá đạo. Không nói nhiều đúng không? Rất nhiều củ sen ở đây. Đánh đi bạn ơi. Các bạn vào thoải mái. Các bạn vào tẹt ga đi. Ui rồi. Cái gì sao bắn to thế? Ui. Con này nó bắn anh em ạ. Con này tăng cường sức mạnh. Nó bắn con đạn to vãi cả trưởng. Cái sunflower phía sau khỏe vãi cả đạn. Nhìn xem. Laser. Ở đâu có thì nó sẽ bắn thôi. Nó khá đơn giản. Dễ chơi và dễ trúng thưởng. Đây là Final Wage. Tơn cuối. Bây giờ mình có nhiều săn lắm rồi. Ok. Úi xồi. Như kiểu là cái kim châm nhỉ. Cái tiêm ấy. Cái tiêm châm ấy anh em. Mèo khỏe với cả đạn luôn ấy. Nhưng mà cái con củ sữa, cái con bông sen này cũng khỏe này. Thật ra cái này không biết là cái bông sen là cái gì, thì mình tra trên mạng xem. Tại vì tôi cũng không biết là được cái gì. Chắc từ bông sen ra chúng ta sẽ ăn là cái hạt sen. Đúng rồi. Trong này có những cái hạt sen nhỏ nhỏ cho có thể ăn được. Tuyệt vời đấy. Ngon đấy. Đấy, màn này tôi sẽ lấy được cái ấy rồi. À, anh em có muốn chơi một cái chế độ gì nó khác tí không nhỉ? Cái này là cái bíp gì đây? Mình có rất là nhiều cây mình chưa mở khóa hết đâu. Nhiều lắm. Đây là tất cả cây. Đấy, hỏi chấm này. Hỏi chấm. Ôi ôi, nhiều cây vãi cả trường. Nhiều lắm. Đây. Mấy cây này còn chưa biết nó ở đâu. Zombie thì cũng nhiều vãi trưởng luôn. Đây là màn Trung Quốc. Trung Quốc gần như là mở rất nhiều con. Con cầm gậy này, con cầm xích này. Trời, con boss. Boss là con đại tướng quân thì phải. Nhớ không nhầm là sẽ boss đại tướng quân nhé. Ok, chúng ta sẽ chơi thêm một trận cấp độ 2 của cái Big Quay Beach như thế này nữa. Cố gắng sưu tầm tất cả các loại cây có thể có trong này. Nó có cho mình lựa chọn cây không nhỉ? Hay là cái hình như là nó phải nó chọn sẵn cho mình rồi. Chính xác. Mình không được chọn cây anh em ạ. Không vấn đề gì. Thật sự là không vấn đề gì cả.
Đấy. Thật ra cái cây kia đâu nhỉ? Lá bèo đâu nhỉ? Nhiều cây quá, bây giờ cũng đích đích nhớ lá bèo đâu. Lá bèo đây. Có cây nào vô dụng không? À, chính là hai cây này nó vô dụng vãi cà chừa. Chúng ta sẽ chọn cây khác. Cái gì bây giờ? Tăng cường sức mạnh alloy. Không cần, mấy cái này không cần thiết. Thật ra là mấy cái này không cần thiết lắm. Cái này chẳng cần đấy. Mình chẳng biết là sẽ chọn cái gì cả. Và tại vì là mấy cái kia nó khỏe sẵn rồi ấy. Cái cây lửa thì cũng không để làm gì luôn. Thật sự là không để làm gì. Siêu nhân không biết chọn cái gì luôn. Thật sự luôn đấy. Thôi kệ đi, chọn như lúc nãy vậy cũng được. Chẳng cần quan trọng, tại vì mấy cái này nó cũng không quá quan trọng đối với mình ấy. Rồi, hai cái này đi anh em. Chiến ơi anh em ơi, quan trọng là mình cần phải qua map để chiến thắng thôi. Chỉ cần mỗi thế thôi, không cần nhiều. Ok, chúng ta sẽ có 100 vàng đây rồi. Cuối cùng thì nó cũng lên được. Từ cần tăng sức mạnh đã. Chưa có, hiện tại là chưa có cái gì ở đây cả. Cho phát củ sen. Ê à, củ sen không có nước là thành yếu hẳn nhỉ anh em. Củ sen à, hạt sen không có nước là yếu bạn đạn luôn. Ok. Nước đang lên, thủy chiều đang lên anh em. Nên nhớ như vậy. Con mèo nó khỏe quá. Bắn chết hết bọn kia. Dĩ nhiên là như vậy rồi. Tăng cường sức mạnh. Đúng rồi. Đang đợi nước lên anh em ạ. Bắn liên tục luôn ạ. Hợp lý đấy, nhưng mà vấn đề là nước chưa lên. Thành ra là cái này lại rất là yếu. Nó phải trồng dưới nước cơ. Nó mới khỏe. Nó không yếu nhất. Ấy, má ơi, nó bắn cho cái gì vậy? Thỉnh thoảng nhỏ bắn dã man thế nhỉ. Sắp có nước rồi anh em ơi. Mấy cây củ sen sử dụng là đang sắp có nước rồi. Rồi, tôi đang đợi lên. Ok. Con mèo là quá hợp lý. Nó dạng như kiểu là homing treasure anh em. Đấy. Khi vào dưới nước nó tạo thành tên lửa tàu ngầm luôn. What the fuck? Khỏe vãi cả đạn luôn. Ý, san. Đấy rồi, ok. Ơ, không được. Đào hết cái lá bèo đi. Nó không cần lá bèo anh em ạ. Con này cần làm có lá bèo cái mà nó yếu hẳn đi luôn đấy. Sức mạnh giảm xuống nhiều. Thử trồng cái cây bên cạnh này nó có tăng cường sức mạnh không nhỉ? Không anh em ạ. Nó chỉ tăng cái ở phía trước nó thôi. Phía sau thì nhưng cũng chẳng tăng đâu. Là laser bạn ơi, nước sẽ không lên được cái vạch này nha. Ui ôi, laser nó khỏe quá cơ. Phải nói là kinh khủng, mình đích thèm dùng mấy bọn kia luôn nhỉ. Ok, đạn nó còn đạn đuối chứ, con mèo đạn còn đạn đuối, nó khỏe, đã khỏe nên còn khỏe gấp bội lần. Đánh nhanh vãi nhỉ, không cần phải gọi cái gì ở đâu. Cái này hợp lý rồi. Mà nó không có gì, nó khỏe khỏe nhờ, con lướt ván các thứ nhờ đâu nhỉ. Không có lướt ván được vùng gì cả. Thế nó hơi gọi là Sida. Hơi gọi là củ chuối. Úi xồi, nó bắn cho ngàn kim châm, nó châm vào người cho. Chết ngay. Chạy đi đâu được. What the fucking, thật sự luôn. $19,413,760. Rồi thì chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em trong tập tiếp nha. Bye bye.